Dạ em đang quan tâm đến dịch vụ phun môi ạ. À, phun môi. Bây giờ trước khi phun môi thì chị sẽ tư vấn về tình trạng môi của mình ha. Đây về cái môi của em á thì môi trên của mình nè, nó đen là thâm nhiều hơn môi dưới ha. Và đặc biệt là cái vùng môi dưới này nè, nó thâm ở hai cái khóe môi như thế này ha. À, vậy thì bây giờ là em muốn chọn là khẩu thâm hay là mình vừa khẩu thâm vừa lên màu? Dạ em muốn khẩu thâm rồi lên màu. À, thử thâm và lên màu cùng một lúc. Dạ. Em đang chọn màu là màu gì? Dạ em đang dùng màu cam đỏ. À, màu cam đỏ. Nếu là màu cam đỏ thì nó sẽ có là một là ánh cam nhiều hoặc là ánh đỏ nhiều. Em muốn là cái ánh nào nhiều? Dạ em cái ánh cam nhiều hơn. À, ánh cam nhiều. Bây giờ chị sẽ cho em coi những cái tông màu á để mình lựa chọn ha. Đây, đây là màu cam mà là tông của nó hơi trầm tí xíu. Tiếp theo, ở đây là màu đỏ cam nhưng mà nó thiên về cánh đỏ nhiều hơn tí xíu nha. Tiếp theo, đây là màu hồng đỏ. Tiếp theo nữa, đây là màu hồng tự nhiên. Tiếp theo nữa, đây là màu cam đất. Tiếp theo, đây là màu đỏ cam nhưng mà nó sẽ thiên về là cái ánh cam nhiều. À, đây là cái tông màu mà em muốn nè, tức là nó sẽ nghiêng về ánh cam nhiều hơn là đỏ. Cái ca chân mày này là hôm qua em làm hả? Khách chọn kỹ thuật gì vậy em? À, đó là kỹ thuật hair truck phần đầu và phần đuôi là phun ôm ray chị. À, cái chị khách đó chị thấy cũng khó tính đó, thì khi em làm xong thì em cho coi gương thì chị đó có nói gì không? À, dạ em làm xong thì cái khách đó khoảng một tiếng mấy á. Phần thiết kế chân mày thì chị đó thiết kế theo ý mình á, nên là em vẽ hơi lòng một tí xíu. Nhưng mà sau khi làm xong á thì đưa gương cho chị xem á, thì chị rất là hài lòng và khen đẹp quá trời luôn. Hình như là Út Lợi đang có một cái ca môi trong đó, hai chị em mình vô coi Út Lợi đang chuẩn bị làm như thế nào nha. Dạ. Sau khi mà đủ thời gian ủ tê thì ta sẽ tiến hành quy trình làm môi. Bước đầu tiên đó là khử thâm. Và bên đen là sẽ dựa vào tình trạng môi thâm của khách hàng. Ví dụ như là đối với những khách hàng mà có cái môi là thâm đen nè, hoặc là thâm tím, hoặc là thâm bẩm sinh, thì bên đen sẽ có kỹ thuật cũng như là cái công thức độc quyền xóa thâm cho khách hàng duy nhất một lần, là xóa thâm vĩnh viễn, sau đó là lên màu giống như là khách hàng mong muốn. Ví dụ như là bạn khách hàng này nè là đang muốn là lựa chọn màu đỏ cam, thì ba chị em Minh Đen sẽ sử dụng cái công thức và kỹ thuật độc quyền của Minh Đen để cho ra một cái màu mà giống như là bạn mong muốn. Môi sau khi ủ tê thì cái màu thâm nó bớt đi, chứ môi nguyên thủy thì nó cũng vẫn thâm như ban đầu là mấy chị em nhìn thấy ha. Thì bây giờ Út Lợi đã làm xong một nửa phần môi là khử thâm, thì chị em xem nè, bây giờ bắt đầu là cái phần môi bên đây nó đã chuyển màu, nó mất màu thâm rồi so với bên đây. Chị cho mọi người xem là cái màu khử thâm ha, nó chuyển thâm rõ rệt nha, so với môi trên và môi dưới nè. Đây, do cái em gái này là cái cơ môi nhăn đó chị ba. Cơ môi nhăn như thế này thì sau khi mình khử thâm, mình lên màu xong thì cái phần môi nó sẽ bớt nhăn lại. Đây là cái phần là Út Lợi đã khử thâm môi rồi, nó hết thâm rồi, còn bên đây nó còn thâm nè. Đó, hai bên là rõ rệt như vậy. Và bây giờ sẽ tiến hành tiếp tục là khử thâm phần còn lại ha. Sau 15 phút thì Út Lợi đã khử thâm môi trên, bây giờ đang tiến hành khử thâm môi dưới. Và sau đó mới lên màu. Thì cái môi này sau khi mình ủ tê xong thì nó sẽ bớt cái màu thâm, nhưng thực tế thì hồi nãy là chị em cũng nhìn thấy là nó rất là thâm. Thì đối với chị em nào mà ở nhà mình đang bị cái môi mà không có được đẹp á, mà cái môi nó bị thâm đen, hoặc là thâm tím, hoặc là thâm viền môi, hoặc là cả môi nó cũng thâm nhưng mà thâm vừa vừa, thì mình muốn có một màu môi đẹp, mất màu môi thâm đó đi, thì cứ yên tâm đến với mỹ viện Minh Đan. Thì bên mỹ viện Minh Đan với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và ba chị em nhà Minh Đan á, thì sẽ có những bí quyết và kỹ thuật sẽ xóa môi thâm cho quý khách, đồng thời sẽ lên cái màu chuẩn mà mình muốn. Để hoàn thành xong là cái bước khử thâm, chị em nào mà muốn là khử thâm á, thì mình sẽ dừng lại ở đây ha. Và chị em nào mà muốn
khử thăm lên màu. Giống như em gái này á, thì mình sẽ tiến hành mình làm thêm một bước nữa là mình phun màu vào nha các bạn. Ví dụ như là các bạn muốn chọn là màu đỏ kem hoặc là màu hồng kem thì mình sẽ làm thêm một bước nữa, thời gian nó sẽ lâu hơn một tí xíu ha. Thì tổng cộng là vừa khử thăm khoảng là 30 phút và lên màu lần 2 30 phút nữa thì tổng cộng khoảng 60 phút là mình sẽ hoàn thành xong cái phần môi này. Bé ơi, hồi nãy là bé thích màu đỏ cam phải không bé? Màu đỏ cam là nghiêng về tự nhiên hay là nó hơi đậm xíu em? Là nghiêng về tự nhiên. Thì chị em mình thì thường ví dụ như mấy bạn trẻ đó thì thích màu đỏ cam sẽ tự nhiên, còn ví dụ như lớn tuổi ngoài khoảng 30 trở lên đó thì nhiều khi mình thích cái màu đậm đà một chút xíu thì cũng là màu đỏ cam, nhưng mình sẽ làm cho nó tươi hơn một chút. Và còn nhiều màu nữa thì tùy mình lựa chọn thôi, mình thích màu nào sẽ ra màu đó. Sau khi hoàn tất cái phần khử môi thăm xong thì bây giờ mình sẽ tới phần lên màu cho khách hàng này. Bây giờ Út Thảo vô lên làm phần thứ hai đi Út Thảo. Thông thường thì khách hàng sẽ thắc mắc đó là bên Minh Đen là khử thăm và lên màu như thế này thì sẽ giữ được trong bao lâu. Thì đối với bạn nào mà môi thăm thì bên Minh Đen cam kết là sẽ xử lý cho các bạn một lần là xóa thăm vĩnh viễn. Còn đối với khách hàng nào mà khử thăm và lên màu luôn một lần thì tùy vào cơ địa thì màu mực sẽ giúp cho khách hàng giữ được là tầm khoảng là 5 cho đến 10 năm và màu nó sẽ không có bị xỉn màu nha các bạn. Và đặc biệt là bên Minh Đen có chế bảo hành cho mọi người, riêng về phun xong về màu môi mí thì nó sẽ có chế độ bảo hành là từ 2 cho đến 5 năm, cho nên quý khách hàng an tâm nhé. Bây giờ mình ngưng lại chút xíu để mình hỏi em gái này cái cảm giác khi mà phun môi như thế nào. Em ơi, cho chị mình đang hỏi là em phun môi vậy em có cảm thấy nó bị đau không? Dạ không. Và một điều đặc biệt luôn làm chị em yên tâm đó là chế độ bảo hành khi phun xong tại bệnh viện mình đang. Chế độ bảo hành là gì? Tức là trong vòng là thời gian bảo hành là 2 cho đến 5 năm hoặc là 10 năm đó. Ví dụ như là khách hàng mà muốn thay đổi màu môi, ví dụ như là em gái đi chọn màu đỏ cam, một thời gian là bạn không muốn màu đỏ cam nữa mà chuyển sang là tông hồng hoặc là đỏ hồng gì đó, thì các bạn chỉ cần cầm cái phiếu bảo hành đó lại đây, ở bên Minh Đen sẽ có hồ sơ lưu lại và cho các bạn bảo hành miễn phí, không hề phát sinh chi phí nha. Chỉ cần quý khách hàng đóng chi phí một lần duy nhất thôi. Về màu thâm của bạn gái này sẽ mất vĩnh viễn luôn, nhưng mà màu đỏ cam của bạn nó sẽ vẫn đẹp như vậy. Nhưng mà nhiều khi bạn muốn chuyển sang tông hồng hay bạn muốn đậm hồng chút xíu hay bạn muốn lợt hồng chút xíu thì trong thời gian bảo hành đó là đều được làm hoàn toàn miễn phí. Khách hàng xem đây là môi mới vừa phun màu vừa hoàn thành xong nha. Thì cái màu môi nó hơi sẽ hơi đậm, thì sau 1 đến 2 ngày thì cái màu môi này nó sẽ chuẩn màu giống như màu khách hàng lúc chọn ban đầu nha. Với kỹ thuật và bí quyết của bên mỹ viện Minh Đan về phun môi thì khi khách hàng phun xong là chỉ một lần là duy nhất lên màu và cái màu chuẩn như mình muốn, nó cũng không có lợt hơn, nó cũng không bị xỉn màu. Bây giờ sẽ cho em gái này xem là cái môi của mình sau khi làm nha. Em có thấy là cái màu của nó là như ban đầu là em có muốn không? Màu hơi đậm nhưng mà em nghe mấy chị nói là 2-3 ngày nó sẽ nhạt rồi. Nhưng mà nó mỗi lần em thấy như em có cảm thấy là bây giờ nó có bị khó chịu hay là bị như thế nào không? Dạ không ạ. Sau 60 phút thì ba chị em nhà Minh Đan đã hoàn thành xong cái phần ca môi cho em gái này. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em mình.